Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 5 giờ chiều ngày 24 tháng 3 năm 2022. Vì đang ở ngã ba Nguyễn Như Đồ và Ngô Sĩ Liên, quý vị và các bạn. Theo lời đề nghị của một quý vị xem kênh Hà Nội Live, có nhiều việc ghi lại những hình ảnh tuyến phố Nguyễn Khuyến. Việt sẽ bắt đầu từ chợ Ngô Sĩ Liên. Việt sẽ gửi tới quý vị và các bạn một vòng khu chợ Ngô Sĩ Liên, xong Việt sẽ ra Nguyễn Khuyến và Việt sẽ kết thúc tại đường Tôn Đức Thắng, quý vị và các bạn. Việt mời quý vị và các bạn cùng Việt đi cảm nhận cuộc sống phố phường thủ đô Hà Nội vào buổi chiều. Ngay góc ngã ba Nguyễn Như Đồ và Ngô Sĩ Liên là một cô bán chuối, những nải chuối rất ngon, nhìn hấp dẫn vị và các bạn. Ở bên đường là các cô bán hoa. Tình trạng chung là các mặt hàng đều vắng khách quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đi cùng Việt. Các cô bán mít như là bán dứa và khách. Đây 15.000 quả dứa quý vị và các bạn. Các cô đi chợ về tay sách. Đây xách những món ngon. Chúc mừng quý vị và các bạn là đường vào chợ Ngô Sĩ Liên. Ngay ở đầu chợ thì thấy có chị bán giò chả ướt lễ. Quý vị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Quý vị nhấn vào chuông và quý vị chọn bấm rung chuông. Việt đang đứng ngay góc chợ Ngô Sĩ Liên. Đây chị kia chị đang quay thịt quý vị và các bạn. Thịt hấp dẫn quá, Việt sẽ tới gần là gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh. Món thịt xiên. Lần tới Việt sẽ làm về các món ăn, các món ngon tại thủ đô Hà Nội. Việt không làm ở kênh này quý vị và các bạn. Các quầy bán thực phẩm. Việt sẽ thành lập một cái kênh đi chơi ăn gì quý vị và các bạn ở thủ đô Hà Nội, đứng bất cứ tuyến phố nào, trên phố cổ hay ngoại thành, Việt sẽ làm tất cả các món, tất cả các hàng bán đồ ăn gửi tới quý vị và các bạn. Cô bán xoài.
cạnh chợ ở đoạn này thì Việt thấy chậm hơn. Cạnh chợ thì Việt thấy có đoạn rất đông nhưng có đoạn thì rất vắng, quý vị và các bạn. Chúc mừng quý vị và các bạn là ngã ba Ngô Sĩ Liên và Trần Quý Cáp. Đây ở đầu ngã ba là các chị bán hoa. Mời quý vị và các bạn rẽ sang tuyến phố Trần Quý Cáp, xong ra phố Nguyễn Khuyến. Và Việt đã sang tới phố Nguyễn Khuyến rồi, quý vị và các bạn. Trước màn hình quý vị và các bạn là đầu của tuyến phố Nguyễn Khuyến. Đoạn đầu ngay ngã ba Nguyễn Khuyến và Lê Duẩn, quý vị và các bạn. Bên này các cô bán đồ điện, các chú bán đồ điện vẫn chưa nghỉ. Do giờ này các anh các chị đi làm cơ quan cũng đã nghỉ nên là đường Nguyễn Khuyến, phố Nguyễn Khuyến rất đông quý vị và các bạn. Và đoạn đầu tuyến phố Nguyễn Khuyến chuyên bán các mặt hàng dao kéo quý vị và các bạn. Dao kéo rồi búa, các dụng cụ về xây dựng. Trên tuyến phố Nguyễn Khuyến thì mình thấy vẫn còn nhiều các cửa hàng chưa có người kinh doanh buôn bán. Chiếm khoảng 40%. Còn lại thì tất cả đã có người kinh doanh buôn bán rồi, quý vị và các bạn. Và chúc mừng quý vị và các bạn là ngã ba Ngô Sĩ Liên và Nguyễn Khuyến. Đối diện ngã ba là một cái xe ba bánh rất ngộ nghĩnh. Lần đầu Việt nhìn thấy cái xe ba bánh này. Tuyến cũng là tuyến phố một chiều quý vị và các bạn.
cả xe máy và xe ô tô chỉ có một chiều. Việt đang ở trước cổng trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt. Trong thời gian dịch Covid thì trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt cũng đã khoác lên cho mình một màu áo rất đẹp. Nhiều cửa hàng chưa có người thuê nhiều hơn. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã ba Văn Miếu, Nguyễn Khuyến. Nhìn từ tuyến phố Văn Miếu sang phố Nguyễn Khuyến đây quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đi tiếp. Và chúc mừng quý vị và các bạn là ngã ba phố ngõ Tất Tố và Văn Miếu. Việt đã tới ngã ba phố Quốc Tử Giám và Văn Miếu rồi quý vị và các bạn. Cổng chính Văn Miếu Quốc Tử Giám thì Việt thấy đóng cửa. Nhưng mà Việt thấy một số các cô đi cửa phụ thì vẫn được quý vị và các bạn. Trước màn hình quý vị và các bạn là cổng phụ. À, Việt thấy các cô vào đây đi tập thể dục. Số người dân đang vào đi chạy. Đoạn này ở trên tuyến phố
Quốc Tử Giám thì mới thấy đều kinh doanh buôn bán hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Việt đi một vòng từ chợ Ngô Sĩ Liên ra tới phố Tôn Đức Thắng rồi. Chúc mừng quý vị và các bạn là đến phố Tôn Đức Thắng.